Giá lúa gạo hôm nay 21 tháng 2 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm với mặt hàng gạo, duy trì ổn định. Hiện giá gạo nguyên liệu, thành phẩm ở mức 9.400-9.500 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg. Gạo thành phẩm 10.400-10.500 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm đi ngang. Hiện giá cám khô ở mức 8.400 đồng trên kg, giảm 250 đồng trên kg. Giá tấm ở mức 9.400 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, giá duy trì ổn định so với hôm qua. Cụ thể, đại thơm 8 6 000 đồng trên kg, OM18 đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức 6.700-6.800 đồng trên kg. Hiện lúa OM5451-6.400-6.600 đồng trên kg, nàng hoa 9 6.800-7.100 đồng trên kg. Nếp khô Long An 9 000 9 đồng trên kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400-8.600 đồng trên kg, lúa Nhật 7 800 7 900 đồng trên kg, lúa Ir 504 ở mức 6.400-6.600 đồng trên kg, lúa Ir 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng trên kg, nếp tươi An Giang đang được thương lái thu mua ở mức 7.7.200 đồng trên kg, nếp Long An tươi 7.858.000 đồng trên kg. Tại Cần Thơ giá lúa Jasmine là 7.600 đồng trên kg, OM4.218 là 7.400 đồng trên kg, IR50.404 ở mức 6.800 đồng trên kg ở Cà Mau. Giá lúa ST24, ST25 và Lộc Trời 28 có giá trên 7.000 đồng trên kg. Các giống lúa khác như Đài Thơm 8, OM5451, OM18 đều có giá hơn 6.300 đồng trên kg. Tại chợ lẻ, Giá gạo thường 11.500 đồng trên kg, 12.500 đồng trên kg, gạo thơm Jasmine 15.000 16.000 đồng trên kg, gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg, nếp ruột 14.000 15.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Thái hạt dài 18.000 19.000 đồng trên kg, gạo hương lại 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, nang hoa 17.500 đồng trên kg sóc thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo nhật 20.000 đồng trên kg, cắm 7.000-8.000 đồng trên kg thân ái chào bà con.